tôi sẽ hướng dẫn mọi người hiệu chỉnh thép và gì lấy đối xứng thép sang cái mái bên này, được chưa? Thì ở đây tôi đã có một cái chi tiết sàn mái, thì tôi tạo khi mà vẽ cái thép sàn lớp dưới của cái mái này, được chưa? Bây giờ tôi sẽ kích vào nhá. Thì ở đây chúng ta có cái thép của, được chưa? Thép sàn của lớp dưới và lớp trên như này. Ở đây có các cái thép len này, được chưa? Thì do lúc chúng ta tạo ra vẽ mái thì mọi người kéo nó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chia đôi màn hình để dễ vẽ nhá. Tôi di chuyển cái này đi vào. Được chưa? Chia đôi màn hình này. Tiếp theo. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có các cái thanh nào thì tôi sẽ cho mọi người nhìn ở đây cho nó dễ nhìn hơn nhé. Chúng ta sẽ có các cái thanh số 3 này, nó sẽ đối xứng sang, đúng không? Đây, cái thanh này đối xứng sang này, số 3 này đối xứng sang bên mái này, đúng không? Số 3 đấy, số 5 này, đúng không? 3 5, đấy, 1, được chưa? Thì hầu như là các thanh đều đối xứng sang, được chưa? Trừ các cái thanh số 2 này, trừ đánh số 2 và đánh số 4, được chưa? Đấy, trừ 3 thanh này ra thì chúng ta sẽ gỡ nó ra và chỉnh sửa. Còn lại mọi người sẽ mirror toàn bộ sang cho mình, được chưa? Thì ở đây mọi người sẽ gì, được chưa? Hoặc là gì, chúng ta sẽ mirror từng thanh một sang thì có được không? Như vậy nó sẽ dễ hơn nhá, được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có gì, hai thanh, thanh nằm dưới và thanh nằm trên này, đúng không? Được chưa? Tab này. Đó, chúng ta mirror hai thanh trước, được chưa? Còn một thanh ở dưới này thì vào 3D chỉnh sau. Tiếp theo mọi người gì? Kích chuột sang bên này nhá. Được chưa? Thì ở đây nó không hiện, đúng không? Thì kệ nó. Thì chúng ta vẫn đang chọn nó thôi. Do cái mặt cắt chúng ta không cắt qua. Đấy. Thì mọi người sẽ mirror nó sang bên này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ kích vào cái mirror qua hai điểm này. Được chưa? Mọi người cho zoom lên. Mọi người kích vào cái điểm giữa và kích vào cái điểm này cho mình. Đấy. Được chưa? Nó đã được mirror sang bên này rồi. Đấy. Rồi, ESC thoát lệnh. Chúng ta kéo cái thép len này nung xuống. Chúng ta sẽ bắt điểm. Tiếp theo. Đó, mọi người nhìn thấy bên này nha, nó xuất hiện chưa? Chúng ta sẽ làm động tác gì? Chúng ta lại chọn nhá. Ở đây chúng ta có cái thanh thép mũ này. Là cần mirror, được chưa? Bên này cũng thanh thép mũ, được chưa? Còn các cái thanh nằm dưới này là sao? Thanh nằm dưới này thì kéo sang, đúng không? Bên này cũng có thanh nằm dưới kéo sang. Như vậy chúng ta chỉ copy hai thanh số 5 này thôi. Được chưa? Thanh số 5 này. Và thanh số 5 này. Đó. Đúng chưa? Chúng ta lại click xem bên này, được chưa? Mọi người dùng công cụ mirror cho mình. Mirror qua hai điểm nhá. Cho mọi người chọn vào cái điểm mà giao hai cái mái này. Mọi người có thể tap vào được. Đấy. Chọn, được chưa? Tap như thế thì nó chính xác hơn. Tiếp theo mọi người lại gì? Chúng ta còn thanh nào không? Chúng ta còn thanh số 1, đúng không? Được chưa? Thanh số 4 kéo qua này, số 2. Chúng ta còn thanh số 1 và một thanh ở đây nữa, được chưa? Thanh số 1 nhé. Đây, thanh số 1 đây. Mọi người click sang đây này. Click vào video này. Được chưa? Đấy, mọi người tap cho nó chọn, cho nó xuất hiện hai cái điểm này thì chúng ta click. Và click. Được chưa? Tiếp theo nhá. Chúng ta còn một cái thanh nữa ở đây thì chúng ta phải vào 3D, được chưa? Thì mọi người click vào 3D cho mình.
3D kiểm tra thép mới đúng. Đây chúng ta vào 3D kiểm tra thép. Tôi kéo luôn cái này ra để chúng ta dễ nhìn. Chưa? Mọi người kéo xuống này, chúng ta có cái 3D kiểm tra thép. Mọi người zoom lên. Thì có phải là ở đây lúc nãy nó hiện cái đây, một cái phần bố trí thép nhỏ nhỏ này đúng không? Mọi người kích chọn cho mình. Xong mọi người gì? Kích chọn sang cái section 9 này. Được chưa? Mọi người kích vào mirror này. Chưa? Kích mirror cho mình. Vẫn cái thao tác lúc nãy nhá. 90 độ này, được chưa? Đó. Xong mọi người tắt cái 3D này đi. Được chưa? Thì chúng ta được các cái thép như thế này. Được chưa? Ở đây chúng ta cũng có thể gì? Mirror các cái ký hiệu này qua cũng được. Được chưa? Thì ở đây tôi thử xem nhé. Chúng ta kích chọn này. Kích chọn này. Ở đây nó có hai cái trùng được chưa? Chúng ta sẽ kéo nó ra. Thì vừa nãy mọi người nhìn thấy ở đây là gì? Tôi đã video nhầm cái thép mũ mất rồi. Thì cái thép mũ này chúng ta phải kéo qua được chưa? Thì do là hai thép này nó đang bị trùng nhau nên là rất là khó chọn. Đấy, mọi người thấy không? Cái chúng ta cần mirror là cái này này. Trước tiên ở đây nó đang bị trùng nhau này thì tôi kéo cái này ra đã. Kéo nó sang một bên như này cho nó dễ xuất hiện. Được chưa? Mọi người kéo nó lên đây cho mình. Đấy, do là nó như thế này nó rất sát nên nó rất là khó nhìn, được chưa? Mọi người cứ kéo tạm thời xuống như thế để chúng ta dễ nhìn đó. Tiếp theo nhá, mọi người sẽ xóa cái bố trí thép này đi cho mình. Được chưa? Chúng ta vào lại viewer này, chia lại màn hình. Chúng ta sẽ chọn lại cho mình cái bố trí nào đây. Mọi người tap cho mình này, tap tiếp đấy, chúng ta chọn cái này. Được chưa? Đây cái thanh này này. Đó. Tiếp theo mọi người kích vào đây, mọi người dùng mirror cho mình. Tap này, chọn điểm. Chọn điểm, được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ mirror những cái mà có thể cần thiết cho chúng ta. Còn những cái nào mà gì? Tí nữa chúng ta gỡ ra, đúng không? Thì chúng ta dùng detail, đúng không? Mọi người chọn cho mình cái này. Được chưa? Nó bị văng, kệ nó. Mọi người chọn cho mình cái này đúng không? Hoặc là cái này, nếu như cái này mà mọi người muốn vẽ kiểu như này thì chúng ta dùng, chúng ta tí nữa chúng ta sẽ dùng một cái detailize được không? Thì cái này chúng ta không có, không copy nữa nhá. Chúng ta sẽ copy những cái cần thiết thôi. Cái này này, một này. Đấy. Đây. Hai cái này đúng không? Chưa? Và cái bên này. Chưa? Thì mọi người gì? Kích sang bên này, mọi người dùng mirror cho mình. Đó, thì một số cái nó báo là bị delete rồi chưa? Thì đấy mọi người thấy là gì? Một số cái nó chúng ta sẽ không mirror được thì chúng ta sẽ tí nữa chúng ta sẽ tôi sẽ hướng dẫn mọi người thực hành tạo ra nó, được chưa? Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có một số cây chúng ta sẽ phải làm động tác gì? Ở đây
chúng ta có cây này phải kéo qua đúng không, và cây hai cây ở đây và hai cây ở đây, được chưa? Chúng ta sẽ xử lý cây này trước nhá. Đây, mọi người sẽ nhìn thấy cái lưới này đó, thì mọi người kích sang bên này, mọi người ấn vào remove area system cho mình, được chưa? Đấy, chính là cái thanh này này. Tiếp theo mọi người gì, cho to cho mình, mọi người edit sketch, được chưa? Tiếp theo mọi người sẽ kích chọn nó này, mọi người dùng cái mirror này cho mình, được chưa? Vẫn chọn hai cái điểm đấy, được chưa? Đó thì nó tự nối với nhau nhá. Thì mọi người nhớ là dùng mirror như này để cho cái chiều dài thanh thép nó được chính xác, được chưa? Tiếp theo mọi người gì, fillet nhá, được chưa? Được chưa? Thì cái thanh thép này chúng ta gì? Cái thanh thép này chúng ta offset nó 30 nên là cái nó xuống một khoảng hơi sâu. Được chưa? Thì nếu như chúng ta gì? Trong trường hợp mà chúng ta muốn nó đẹp hơn thì chúng ta có thể dùng cách khác ở cái phần vẽ. Thay vì chúng ta offset 30 thì chúng ta có thể điều chỉnh nó. Đúng không? Cái đoạn mà tôi hướng dẫn mọi người là gì? Hai cái thanh nó giao nhau ấy, thanh số gì? Thanh số 1 và thanh số 2 này này, nó giao nhau ấy, thì mình có bảo mọi người là gì? Offset thanh số 1 xuống 30, đúng không? Thì nếu mà trong trường hợp là gì? Nếu mọi người mà muốn cái chỗ này nó đẹp hơn, đúng không? Nó không bị xuống sâu như này thì mọi người có thể gì? Offset 16 thôi. Đấy, còn cái phần mà hai thanh này nó bị đè nhau ấy, nó trùng nhau thì mọi người có thể gì, nếu không quan trọng thì chúng ta kệ nó, hoặc là chúng ta sẽ chỉnh sửa nó bằng cách là gỡ nó ra và chỉnh sửa, được chưa? Tiếp theo chúng ta còn đây, chúng ta còn thanh bên này. Đấy, mọi người chọn cho mình cái lưới này, kích sang bên này, được chưa? Chúng ta remove area simion, được chưa? System. Đấy, thì mọi người thấy ở đây nó không hiện đúng không? Thì mọi người sau khi mọi người remove xong nhá, thì mọi người ấn edit sketch luôn, được chưa? Nếu chẳng may mọi người kích chuột ra ngoài rồi ấy, thì mọi người sẽ nhấn vào chuột phải cho mình này, select previewer, thì nó sẽ chọn lại cái thanh vừa mới remove ra, được chưa? Mọi người nhớ nhá, nếu chẳng may mọi người mà làm một các động tác gì mà khác nữa rồi ấy, thì mọi người phải Ctrl Z lại cho mình và mọi người thực hành lại. Bởi vì sao? Bởi vì cái mặt cắt của chúng ta không cắt qua cái thanh thép này. Còn nếu mà mọi người muốn chuẩn thì mọi người phải cắt qua cái thanh thép đấy. Tức là mọi người sẽ phải tạo nhiều section, được chưa? Edit sketch này. Đấy, thì nó hiện ra như này. Tiếp theo mọi người sẽ kích chọn vào cái thanh này, mọi người dùng công cụ mirror qua hai điểm, được chưa? Thì chúng ta cũng được cái như mong muốn như thế này, được chưa? Sau khi xong mọi người fillet cho mình. Tiếp theo chúng ta còn cái thanh bên này cũng tương tự, giờ mọi người sẽ remove area system cho mình, kích sang bên này, bây giờ edit sketch, chúng ta lại dùng cái động tác gì, mirror nhé, thì chọn cái thanh này cách. Đấy, chọn cho mình hai cái điểm này, được chưa? Lại fillet nha. Tương tự như thế, bên này chúng ta còn hai thanh nữa. Mọi người cũng gì? Kích vào này, remove, kích sang, edit sketch, kích vào nó, được chưa? Mirror qua hai điểm, kích, được chưa? Fillet. Tiếp theo chúng ta còn một thanh ở đây nữa. Kích chọn cho mình, remove error shipment, kích sang bên này, edit sketch, được chưa? Mirror qua hai điểm, chọn thanh thép cách, tap chọn fillet đó,
Thì như vậy là gì? Chúng ta đã hoàn thành cái việc bố trí thép chưa? Của cái mái này. Đấy, những cái thanh nó bị xuống như này thì mọi người kệ nó nhá. Chúng ta đã vẽ như này thì cho nó các cái thanh nó sẽ không bị đè nhau, được chưa? Thì nó chuẩn hơn. Còn cái việc mà bên ngoài người ta bố trí thép thì người ta sẽ phải gì? Phải buộc neo thép, buộc thép cho nó chuẩn, được chưa? Tôi thoát cái này ra nhá. Tôi vào lại cái mặt bằng này. Ở đây các cái thanh thép nó hiện này do lúc nãy chúng ta gì? Remove nó ở trong cái mặt bằng thì không sao cả, chúng ta đây chúng ta giữ control này, chọn hai cái thanh này. Tiếp theo mọi người gì, cái mục graphic thể hiện này mọi người edit cho mình, mọi người kéo xuống cái mặt bằng bố trí thép trên sàn mái. Mọi người bỏ cái phần thể hiện này đi cho mình. Ok, thì nó sẽ không hiện ở trên cái mặt bằng nữa. Được chưa? Tiếp theo, mọi người có thể gì? Dùng cái annotate này, mọi người dùng cái ký hiệu này. Được chưa? Mọi người kích vào đây cho mình. Thì nó hiện ra cái ký hiệu. Mọi người kích phần nữa để nó hiện tiếp, được chưa? Thì ở đây các cái ký hiệu này là ký hiệu cho cây thép làm trên thì mọi người chọn cho mình. Đây, phương chính này. Được chưa? Bên này tương tự chúng ta chọn cái này, annotate nhé, chọn cái này. Chọn cái phương chính mà làm trên cho mình. Kích vào đây, kích phát nữa, được chưa? Cái thanh này nó bị như này, chúng ta quay nó xuống. Chúng ta tiếp tục này. Kích chọn này mình. Kích chọn. Thì mọi người đừng chọn nhầm cái lưới thép này nhá. Mọi người đừng chọn nhầm cái lưới thép này nhá. Thì bởi vì cái lưới thép này và cái lưới thép bên này mà nó chỉ chỗ nhỏ nhỏ này mà nó hiện trong 3D ấy. Thì mình đã gộp chung, mình gộp chung bằng cái ký hiệu này, được chưa? Cái ký hiệu detail line này cho nó gọn lại, được chưa? Ở đây mình có thể gì? Nó đang bị trùng này thì mình có thể kéo nó ra cũng được. Mình mọi người nếu có khó quét chọn thì mọi người có thể quét như này đúng không? Đây, chọn này. Mọi người di chuyển nó lui ra đây. Chờ, thì nó không bị trùng như này. Đấy. Cái ký hiệu này chúng ta di chuyển nó lên một tí. Được chưa? Tiếp theo mọi người có thể gì tăng thép cho nó đúng không? Và những cái nào mà bố trí thì mọi người có thể gì? Ví dụ như cái này thì mọi người có thể dùng cái detail line đúng không? Thôi chúng ta DL nhá. Mọi người vẽ một cái đường tương tự như thế này. Chưa? Tôi lấy giả sử chúng ta vẽ như thế này. Mình xem cái này một tí nữa cho nó gọn, được chưa? Đây, chúng ta sẽ dùng cái video này cho nó chính xác. Tiếp theo chúng ta gì? DL tiếp. Đấy, ví dụ thế. Mọi người quét chọn nó cho nó là cái đường line thép, chi tiết thép. Được chưa?
Tiếp theo chúng ta có thể gì? Dùng cái ký hiệu khoảng cách thép nằm trên. Chờ, chúng ta vẽ nó từ đây đến đây. Chờ, nếu mọi người thích có cái vòng tròn thì mọi người gì? DL nhá. Dùng cái chi tiết thép. Đây, vẽ cho nó cái vòng tròn như này. Rồi, tương đối như thế được chưa? Đấy, thế là được. Có gì đâu. Ở đây mọi người có thể gì? Bên này mọi người cũng có thể làm cái này. Hoặc là chúng ta gì gộp chung lại. Thì ở đây tôi cứ làm cái này nhá. Thấy chưa? Thanh này nằm dưới này. Tang thép nhá. Trước khi tang chúng ta xem còn chúng ta còn thanh nào. Chưa? Chúng ta còn các cái thanh này đúng không? Thì mọi người cũng có thể làm tương tự. L này. Được chưa? Đây, mọi người vẽ lên đây. Xong rồi mọi người gì? L tiếp. Tôi lấy ví dụ như là 180 chẳng hạn. 180 nhá. Được chưa? Thì chúng ta đang chỉ đang biểu diễn thôi mà. Mọi người mirror. Thì cái sàn này nó dày 100 mà trừ đi 2 lần nữa bên tôi bảo vệ nữa. Được chưa? Chỉ là 30 thì chúng ta sẽ có bao nhiêu? 70 thôi. Nhưng mà tôi vẽ 180 để cho nó biểu diễn. Cho nó đẹp. Chúng ta có cái thanh thép như thế này. Được chưa? Thì cái khoảng bố trí thì chúng ta có thể vẽ cái phần trên này. Được chưa? Cái này nằm dưới chứ. Nằm dưới nhá. Chúng ta chọn cho nó một cái vị trí mà dễ nhìn một tí. Đó. Anh di chuyển nó lên đây. Cứ thoát ra. Lồng. Chưa. Đó. Anh di chuyển hẳn nó ra đây đi. Nếu mọi người muốn có cái vòng tròn thì chúng ta cũng gì? Đây là... Thì vòng tròn thì với ở vị trí này nó không được đẹp. Được chưa? Ví dụ thế. À, tương tự bên này đúng không? Được xứng qua. Thiếu vòng tròn đúng không? Được xứng qua này. Được chưa? Cái này cũng quên được xứng này. Đấy. Sau khi xong thì mọi người gì? Sau khi xong mọi người có thể tang thép cho nó. TG này. Tăng thép thì tương tự thôi. Chưa? Đây, thay số 5 này.
số 7 đúng không? Petico. Cái này cho sang gì trái chưa, mọi người nhớ nhé, đối với cái thép sàn này chúng ta gì nên tỉ mỉ một tí. Thì mọi việc nó sẽ gì suôn sẻ và đều chúng ta vẽ đều chuẩn hết. Cái này đúng không? Nó quay như này. Nếu mà muốn nó quay sang thì làm sao? Được chưa? Đấy. Chưa? Đó, mọi người làm tương tự nhé. Tôi hướng dẫn mọi người rất là chi tiết rồi đấy. Ok. Tôi đã hướng dẫn mọi người bố trí xong cái phần thép sàn cho sàn mái, lớp trên và lớp dưới. Thì tôi kết thúc bài học ở đây. Chào các bạn.